kênh bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta đi sâu hơn vào trong cuộc tranh luận về bánh hằng sống. Thính giả lúc này không còn là đám đông dân chúng, mà là các môn đệ của Chúa Giê-xu. Trong cuộc tranh luận này, Chúa Giê-xu đã mất nhiều môn đệ. Một cách cụ thể, lời của Chúa Giê-xu đã tạo nên một cuộc chia rẽ trong đám đông. Nhưng sự chia rẽ này không phải ở giữa đám đông người Do Thái, đám đông mà trong đó một bên nghi ngờ rằng lời tuyên bố mang tính Mê-si-a của Chúa Giê-xu có thể đúng, trong khi đó một bên từ chối lời tuyên bố đó. Sự chia rẽ này nhắm đến cộng đoàn Kitô hữu. Một số môn đệ bây giờ bỏ Chúa Giê-xu mà đi. Sự ra đi của họ là lý do cho lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phê-rô được tìm thấy trong truyền thống của tin mừng nhất lãm. Người đọc cũng được nhắc nhở về bối cảnh của cộng đoàn bằng việc quy chiếu về người sẽ nộp Chúa Giê-xu. Việc ra đi của một nhóm môn đệ nhấn mạnh đến những đòi hỏi cho việc ở lại trong cộng đoàn những người quy tụ quanh Thánh Thể. Điều đã được nói đến trong trình thuật tin mừng đi trước. Độc giả của tin mừng Thánh Gioan không được bỏ qua mối tương quan giữa việc mất các môn đệ trong trình thuật và những kinh nghiệm của chính cộng đoàn về việc phản bội và bỏ đi. Chi tiết trên đưa chúng ta vào trong đời sống nội tâm của mình và nhìn lại những lần chúng ta đã phản bội và bỏ Chúa mà đi. Chỉ khi chúng ta gắn chặt với anh chị em của mình chung quanh Thánh Thể, chúng ta mới hiểu được lý do tại sao chúng ta phải trung thành và ở lại với Chúa Giê-xu. Trình thuật bắt đầu với lời khẳng định của Chúa Giê-xu về việc chính Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống. Bánh hằng sống đó chính là thịt và máu Ngài. Những lời này đã tạo ra một phản ứng không hài lòng giữa các môn đệ. Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Những lời giới thiệu không nói đến những gì chướng tai về lời tuyên bố của Chúa Giê-xu trong việc ban mình làm bánh ban lại sự sống. Và sự kiện là các môn đệ đang nghe Chúa Giê-xu cho rằng trình thuật về Thánh Thể là nguyên nhân của sự chia rẽ. Tuy nhiên, lời tuyên bố của Chúa Giê-xu về việc trao ban sự sống cũng là nguyên nhân của sự căng thẳng và là một sự đồng nhất với lời mặc khải của Ngài với bánh từ trời trong phần đầu của trình thuật. Kinh nghiệm này vẫn xảy ra hôm nay. Nhiều lời của Chúa Giê-xu làm chúng ta khó chịu vì nó đòi hỏi chúng ta phải bỏ đi con người tội lỗi của mình, bỏ đi những gì mình thích, bỏ đi những gì ngăn cản chúng ta đến với Chúa và đến với nhau. Vì vậy, chúng ta bịt tai hoặc nghe mà không đem ra thực hành những lời chứng tai của Chúa Giê-xu. Trình thuật tin mừng hôm nay kết thúc với việc Chúa Giê-xu đối diện với nhóm 12 và lời tuyên xưng của Phê-rô. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phê-rô liền đáp, thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Trong tin mừng Thánh Gioan, truyền thống Kitô học tuyên xưng Chúa Giê-xu với danh xưng như thế vẫn được đón nhận ngay từ đầu. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm 12 được đề cập đến. Người kể giả định rằng người đọc biết nhóm 12 là ai, rằng Chúa Giê-xu đã chọn họ và rằng Phê-rô được xem là người đại diện của nhóm. Câu chuyện trong tin mừng nhất lãm về lời tuyên xưng của Phê-rô kết thúc với sự lưu ý về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu và việc Chúa Giê-xu của trách Phê-rô là Sa-tan vì đã ngăn cản việc tin báo về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu.
lời tuyên xưng của Phêrô có phải là lời tuyên xưng của chúng ta không? Nếu sống thật với chính mình, chúng ta phải chấp nhận rằng nhiều lần chúng ta không ở lại với Chúa Giêsu, chúng ta đã chạy theo những lợi lộc và thú vui của trần gian. Câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho nhóm 12 cũng là câu hỏi mà Ngài nói với chúng ta trong mỗi giây phút sống, nhất là khi chúng ta phải chọn lựa giữa Ngài và thế gian. Con cũng muốn bỏ Thầy mà đi sao? Chúng ta sẽ trả lời thế nào?